Và sau đây là những phần tin Á Châu, thưa quý vị. Có hai chiếc máy bay không người lái tự sát đã tiếp cận căn cứ Hoa Kỳ ở tại Iraq, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ trước khi kịp lao xuống mục tiêu. Hai giới chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết là vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng nay tại sân bay quân sự Al-Asad nằm về miền trung của Iraq, nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân. Các giới chức đã từ chối nêu những nhận định về nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái và lực lượng khai triển chúng như thế nào. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường cảnh giác với những nhóm dân quân thân với Iran ở tại vùng Trung Đông, giữa lúc căng thẳng của khu vực leo thang do xung đột giữa Do Thái và Hamas. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vẫn chưa bình luận gì về thông tin này. Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq vào năm 2003 để lật đổ Tổng thống Saddam Hussein, sau đó rút hoàn toàn lực lượng ra khỏi Iraq vào tháng 12 năm 2011, theo lệnh của Tổng thống Barack Obama, nhưng đã quay lại từ năm 2014 để chống lại IS theo lời đề nghị của Baghdad. Mặc dù IS đã bị đánh bại, nhưng Hoa Kỳ vẫn duy trì hàng ngàn binh sĩ đồn trú ở tại Iraq để huấn luyện và hỗ trợ quân đội nước này ngăn phiến quân trỗi dậy. Các cơ sở và lực lượng Hoa Kỳ ở tại Iraq đã từng nhiều lần bị tập kích bằng rocket trong những năm qua. Hoa Kỳ cáo buộc lực lượng dân quân thân với Iran đã đứng đằng sau các vụ tấn công này và đã nhiều lần oanh tạc để đáp trả. Mỹ cản đường nhập chip AI của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ mới xác nhận về kế hoạch ngăn cản các công ty bán chip AI cho Trung Quốc dự kiến được thực hiện những tuần tới. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết mục tiêu của lệnh cấm mới là ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến có thể thúc đẩy đột phá về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ứng dụng trong quân sự. Thông tin này lập tức khiến giá cổ phiếu của các công ty chip bị lao dốc. Theo CNBC, cổ phiếu của Nvidia giảm 5%, AMD giảm hơn 3% và Intel giảm khoảng 1,5% trong phiên giao dịch cùng ngày. Trước đó, Mỹ từng củng cố lệnh cấm sau khi các công ty Trung Quốc lách luật để nhập chip AI. Cuối tháng 9, Mỹ yêu cầu các công ty trong diện nhận ưu đãi từ gói hỗ trợ 39 tỷ Mỹ Kim không được mở rộng đầu tư tại Trung Quốc trong vòng 10 năm. Lần này, quy định nhắm vào các chip đời cũ của Nvidia. Trước đó, doanh nghiệp Trung Quốc không thể nhập chip tiên tiến nhất là H100 để xây dựng các mô hình đào tạo AI, buộc họ phải tìm đến chip cấp thấp hơn như H800 và A800. Tuy nhiên, Mỹ sẽ thêm cả những mẫu chip này vào lệnh cấm mới. Intel và AMD cũng sẽ bị ảnh hưởng vì lệnh cấm có thể cản trở việc bán và xuất cảng thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc. CNBC dẫn lời các nhà phân tích cho rằng hạn chế lần này đã cắt đứt một thị trường lớn và đang phát triển cho chất bán dẫn AI, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc sẽ trả đũa về mặt kinh tế đối với các công ty Mỹ kinh doanh tại nước này. Có 6 vận động viên Ấn Độ đã không muốn đoạt được giải vô địch bởi vì sợ bị kiểm tra doping. Nhóm 6 runner dẫn đầu đã cùng đột ngột giảm tốc độ khi họ về đích ở vùng chung kết chạy 5.000m nam giải vô địch Điền Kinh của Ấn Độ mở rộng. 6 runner này đã sớm vượt lên và chạy sát nhau ở vòng cuối phần thi. Nhưng tới vài chục mét cuối thì không ai cố gắng bứt tốc mà lại cùng giảm tốc độ và gần như là đi bộ để qua đích. Họ về đích gần như hai hàng với mỗi hàng là 3 người. Molly Gavitt được xác định là người chiến thắng sau 14 phút 8 giây 49. Khoảng cách giữa người chiến thắng và người cán đích thứ 6 là 0.25 giây. Cũng ở phần thi này thì 6 vận động viên bỏ cuộc giữa chừng và 10 vận động viên thì không thi đấu. Theo trang News 18, trong các giải đấu hàng đầu của Ấn Độ, 3 vận động viên cán đích đầu tiên gần như là chắc chắn sẽ bị kiểm tra doping. Bên cạnh đó cũng có trường hợp bị kiểm tra ngẫu nhiên. Một giới chức của Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ thừa nhận phần cuối chung kết của 5.000m lần này đã diễn ra rất kỳ lạ. Khi được hỏi rằng liệu có phải là các vận động viên không muốn về đích để khỏi phải trải qua cuộc kiểm tra doping hay không, thì vị này đáp rằng thật khó để nói như vậy. Dù thế nào đi nữa thì họ cũng đã hoàn thành cuộc đua và không bỏ cuộc giữa chừng. Tình hình trái ngược diễn ra ở nội dung 5.000m nữ, khi các vận động viên cạnh tranh quyết liệt cho vị trí dẫn đầu. Ngoại trưởng Nga thăm Bắc Hàn thảo luận về quan hệ song phương. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov có các cuộc gặp với giới chức cấp cao Bắc Hàn, thảo luận một loạt vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Nga tại Bắc Hàn Alexander Masagor cho biết hai bên đang nỗ lực sớm tái khởi động cơ chế quan hệ kinh tế thương mại. Đại sứ quán, các bộ ngành của Nga cũng như các công ty và doanh nhân sẵn sàng tham gia nỗ lực này. Vào đầu tuần này, Ngoại trưởng Lavrov đã tháp tùng Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin cũng đã nhận được lời mời thăm chính thức Bắc Hàn
Tuy nhiên, lịch trình cần được điều phối thông qua các băng tần ngoại giao. Ông Peskov không loại trừ khả năng vấn đề này có thể được trao đổi trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov. Chuyến thăm Bắc Hàn của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un có chuyến công du tới Nga. Thổ Nhĩ Kỳ tăng 150% ngân sách cho quốc phòng trong năm 2024. Phó Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Sevdet Yılmaz mới đây cho biết là nước này sẽ phân bổ hơn 40 tỷ Mỹ Kim cho ngân sách quốc phòng cho năm tới, tức là tăng 150% so với khoản ngân sách là 16 tỷ của năm nay. Theo ông Yılmaz, chính phủ đã đạt được mục tiêu là tăng gần gấp đôi xuất cảng của ngành công nghiệp quốc phòng, từ mức là 6 tỷ Mỹ Kim hiện nay lên đến là 11 tỷ trong thời gian tới. Khả năng tự cung cấp của ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trên đà gia tăng, từ 80% của năm nay cho lên đến là 85%. Trong những năm qua, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư đến hàng tỷ Mỹ Kim vào phát triển công nghiệp quốc phòng, trong đó đặc biệt chú trọng đến tăng cường khả năng tự cung cấp sau khi đối mặt với những thách thức mua sắm vũ khí từ phía Hoa Kỳ và các thành viên của NATO. Quốc hội của Thổ cũng đã bỏ phiếu để gia hạn nhiệm vụ, cho phép lực lượng an ninh nước này tiến hành những hoạt động xuyên biên giới ở Syria và Iraq thêm 2 năm nữa. Chính phủ Syria đã nhiều lần chỉ trích quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới vào nước họ, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Chính quyền Iraq cũng đã phản đối quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ về các chiến dịch tấn công quân sự qua biên giới để nhắm vào các tay súng người Kurd. Họ coi đây là một hành động xâm phạm lãnh thổ không thể chấp nhận được. iPhone 15 ế ẩm, CEO Tim Cook lập tức đến Trung Quốc tìm cách lấy lại vị thế. Chuyến thăm bất ngờ của CEO Tim Cook tới thị trường lớn thứ ba của Apple diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi iPhone 15 ra mắt. Tại Trung Quốc, CEO của Apple đã đến cổ vũ các game thủ. Sự hiện diện của ông nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường tỷ dân này đối với Apple trong bối cảnh hãng phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Các game thủ đã tập trung tại cửa hàng Apple ở Thành Đô, phía Tây Nam Trung Quốc để chơi Honor of Kings. Đây là một trong những trò chơi trên điện thoại di động lớn nhất Trung Quốc do Timi Studio phát triển. Studio này trực thuộc gã khổng lồ công nghệ Tencent. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Weibo, CEO Tim Cook cho biết trò chơi này đang trở thành hiện tượng toàn cầu trên App Store và mang lại cho App Store nguồn thu lớn tại nước này. Ông cũng đăng tải một đoạn video quay cảnh ông cổ vũ các game thủ tại giải đấu. Chưa đầy một tháng trước, Apple đã trình làng iPhone 15. Vào thời điểm đó, sản phẩm của hãng dường như được đón nhận nồng nhiệt và cạnh tranh với nỗ lực quay trở lại thị trường của Huawei. Counterpoint Research cho biết doanh số bán iPhone 15 trong 17 ngày đầu tiên tại Trung Quốc đã giảm 4,5% so với iPhone 14. Trong khi đó, đối thủ lớn Huawei đã lặng lẽ ra mắt điện thoại thông minh có chất bán dẫn cao cấp và kết nối 5G. Phó giám đốc Ethan Key cho rằng những thách thức Apple gặp phải là do tâm lý người tiêu dùng kém, nhược điểm của iPhone 15 so với đời cũ và sự cạnh tranh ngày một gia tăng trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp. Tất cả những điều này kết hợp với nhau và làm mất đi phần nào ánh hào quang của Apple trong những tuần đầu tiên mở bán iPhone 15. Và đó là những bản tin Á Châu. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Việt Nam. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.